tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Tam Kỳ. Thời gian qua, lượng người đến khám bệnh và nhất là test COVID-19 tăng rất cao. Điều này dẫn đến nguy cơ rác thải có chứa nguồn lây nhiễm SARS-CoV-2 là rất lớn. Chính vì vậy, bệnh viện này đã sắp xếp lại khu vực test COVID-19 cho người có nhu cầu cũng như người bệnh. Đồng thời, khâu kiểm soát nhiễm khuẩn cũng được đặt lên hàng đầu. Rác thải từ khu vực này luôn được thu gom đúng quy trình, thận trọng, liên tục 4 lần trong ngày. Sau đó sẽ được công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xử lý môi trường Quảng Nam thu gom theo quy trình khép kín, đảm bảo các quy định an toàn về xử lý rác thải trong bệnh viện. Khi người bệnh mà tiến hành đến khám bệnh và chữa bệnh thì sẽ tập trung về một mối hết, đó là bên khu sàng lọc. Thì tất cả người bệnh đến khu khám bệnh em sẽ được sàng lọc trước khi khám bệnh. Và những cái rác thải mà của bên người bệnh thì chúng em sẽ tiến hành bỏ vào trong một cái thùng rác nguy hại, đó là thùng rác lần lây nhiễm chứa rác thải SARS-CoV-2, là tất cả các bạn đều nghi ngờ và cho vào đó hết. Và chúng em sẽ tập kết, sau khi thu gom rác là sẽ được các kỹ hộ lý mặc đồ bảo hộ và sẽ đem về tập kết đúng tiền nhà thùng rác khu vực phía sau, và sẽ có cái thùng chứa nguyên cái đi rác nhiễm. Và sau đó bên em sẽ liên hệ kết hợp với lại công ty xử lý rác thải môi trường, và công ty xử lý rác thải môi trường sẽ đến thu gom rác để vận chuyển đi. Trong khi đó, là đơn vị vừa điều trị cho nhân dân tại Quảng Nam, các tỉnh lân cận và điều trị bệnh nhân F0 thể nặng, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam đang quản lý chặt chẽ khâu xử lý chất thải y tế. Theo đó, bệnh viện này đã tập huấn phổ biến quy định quản lý chất thải y tế, quản lý chất thải có nguy cơ chứa COVID-19, tập huấn về an toàn trong hoạt động quản lý chất thải y tế tại đơn vị. Trong quá trình thu gom rác tại các khoa khám bệnh, điều trị, rác sẽ được phân loại rõ ràng, bỏ vào các thùng chứa có dán mã riêng, màu sắc bao chứa khác nhau để phân loại đúng. Đồng thời, nếu bệnh nhân chưa sàng lọc COVID-19 thì sẽ phân loại tạm thời cho đến khi được sàng lọc. Nhờ đó, có thể đảm bảo tối ưu việc quản lý thu gom rác có nguy cơ lây nhiễm từ rác thải của người bệnh. Ngoài ra, việc vận chuyển rác thải cũng được đảm bảo với đường đi riêng, nhà chứa rác cũng chia khu vực với từng loại rác. Trong rác thải y tế, ngay cả rác thải thông thường, nó cũng sẽ được phân loại. Những rác nào có nguy cơ lây nhiễm như dính máu, dịch tiết thì sẽ được phân loại và thu gom riêng. Và những cái rác sinh hoạt bình thường của người dân mà người bệnh mà không có chứa có mầm bệnh thì sẽ được phân loại màu sắc riêng và thu gom khu vực riêng. Thì ngay cả trong cái khu vực COVID, khi mà diễn biến của dịch bệnh COVID á, thì chúng tôi vẫn áp dụng theo đúng nguyên tắc đó. Và hiện nay đối với bệnh viện á, thì ngay cả những khoa bệnh thông thường thì chúng tôi vẫn chia ra làm hai loại rác: rác có nguy cơ lây nhiễm và rác thải sinh hoạt thông thường. Bệnh viện đã bố trí một quy trình khép kín là từ khâu thu gom, phân loại cho tới khâu lưu trữ, thì bệnh viện cũng đã phân loại ra và dán các mã chất thải theo quy định. Và ngay cả nhà chứa rác của chúng tôi thì cũng được phân ra các khu vực chứa rác thải lây nhiễm, khu vực chứa rác thải sinh hoạt thông thường và khu vực đặc biệt dành cho rác lây nhiễm COVID. Và trong đó thì chúng tôi bố trí đường đi riêng dành cho phân loại của rác thải lây nhiễm. Xe của các đơn vị vào để thu gom rác được đi đường riêng, cổng riêng, bảo đảm là không đi qua các khu vực sinh hoạt khác của người bệnh và nhân viên y tế. Các năm qua thì công ty đã hết sức cố gắng cùng với sự đầu tư các máy móc thiết bị cũng như là đốc chuyên dụng, và đã thực hiện tốt các vấn đề xử lý thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại phát sinh từ các cái cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn toàn tỉnh. Tuy nhiên đến nay thì có các khó khăn là do cái điều trị rác thải của cái đối tượng F0 tại nhà làm cho công tác thu gom có phần khó khăn. Cho nên chúng tôi đề nghị là các cái chính quyền địa phương, các cái cơ sở y tế, các cơ sở phải có cái sự phối hợp với chúng tôi trong vấn đề mà tập trung cái lượng rác thải này về những cái nơi đúng quy định để chúng tôi tổ chức thu gom cho đảm bảo. Hiện nay, phương pháp xử lý đối với chất thải lây nhiễm dịch COVID-19 là thiêu hủy bằng lò đốt chất thải nguy hại chuyên dụng tại bãi rác Tam Xuân và được ưu tiên thiêu hủy ngay trong ngày. Các bệnh viện, đơn vị xử lý rác thải đang đáp ứng tốt công tác xử lý rác thải, đảm bảo an toàn môi trường. Và điều cần nhất lúc này là truyền thông, nâng cao nhận thức của người dân về kiểm soát lây nhiễm dịch bệnh từ nguồn rác thải, tự phân loại rác thải đúng cách, đúng quy trình để đảm bảo an toàn.